Tháng 10 âm lịch, tuổi Tỵ đối mặt với cục diện tương xung, vận trình sụt giảm, mọi sự khó thành, sự nghiệp tụt dốc, đen đuổi đổi đường. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Tỵ bẩm sinh đã lôi cuốn và nổi tiếng. Họ giống như thỏi nam châm thu hút sự chú ý của người khác về mình, không cách nào làm lơ họ. Tác phong cư xử của họ cực tốt, dù làm chuyện gì họ cũng đều quyết tâm theo đuổi đến cùng, không quản khó khăn, gian khổ. Họ có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có được những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phát triển. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Trong tháng 10 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ đối diện với cục diện tương xung khiến vận trình sụt giảm đáng kể, mưu sự khó thành công. Đã thế, còn bị hung tinh chiếu mệnh, gặp đại hạn triền miên, tiền tài tan biến, tán gia bại sản. Để có thể tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tỵ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Những người tuổi Tỵ khi hành động cũng rất cẩn thận, bình tĩnh, không bao giờ tỏ ra nóng vội, nao núng. Họ là những người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại học tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp từng thiếu, phải đi vay mượn, dù họ có khó khăn thế nào cũng sẽ tìm cách để trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bước sang tháng 10 năm 2020 âm lịch, người tuổi Tỵ đối mặt với cục diện tương xung khiến vận trình sụt giảm đáng kể, mưu sự khó thành. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần để đạt được kết quả như ý muốn. Có những thời điểm dù đã có những chuẩn bị từ trước, nhưng mọi thứ vẫn đi lệch hướng tính toán, khiến con giáp này rơi vào tình trạng hoang mang, mờ mịt về con đường mình đang đi. Bạn không biết lựa chọn của bản thân là đúng hay sai, có nên tiếp tục theo đuổi tới cùng hay không. Tài lộc trong tháng không được hanh thông như mong muốn, đã vậy lại còn bị hung tinh đại hao sinh dập. Có những thời điểm tiền bạc thất thoát đáng kể. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án giang dở. Dù có nguyên lệnh Lâm Đế Vượng hỗ trợ, song cạnh tranh và sóng gió trước mắt còn khá nhiều. Nhưng bạn hãy cứ yên tâm, tuy vận trình trúc trắc, bấp bênh, song quý nhân vận của bạn cũng đang khá vượng nhờ có Nguyệt Mã hỗ trợ. Cát thần này sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn trước mắt. Nếu tuổi Tỵ giữ được sự kiên trì, bền bỉ theo đuổi mục tiêu, thì dần dần vận trình cũng sẽ ổn định hơn, sớm muộn gì cũng sẽ gặt hái được kết quả như ý. Chuyện tình cảm trong tháng cũng chẳng được suôn sẻ, đôi bên thường xuyên xảy ra cãi vã, nói được đôi câu là lại mâu thuẫn. Một trong hai bạn tỏ ý hoài nghi, ngờ vực về tình cảm của đối phương dành cho mình, khiến mối quan hệ luôn trong tình trạng căng thẳng, gây mệt mỏi cho cả hai bên. Hai bạn nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, may ra cứu vớt được mối quan hệ. Hàng loạt áp lực trong cuộc sống từ công việc, tiền bạc, tình cảm đè nặng khiến trạng thái cơ thể của con giáp này bị ảnh hưởng không nhỏ. Tinh thần chịu nhiều căng thẳng là nguyên nhân chính khiến cơ thể mệt mỏi, không có sức lực. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi Tỵ sẽ phải trải qua trong tháng 10 âm lịch, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Tỵ qua tất cả các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Sự nghiệp của tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 tuổi Tỵ,
hợi tị tương xung gây nên những bất lợi không nhỏ tới vận trình sự nghiệp của con giáp này. Mưu sự khó thành, kế hoạch đưa ra rồi lại phải hủy bỏ hoặc thay đổi ở phút chót. Có những thời điểm dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng mọi thứ vẫn đi chệch hướng tính toán, khiến con giáp này rơi vào tình trạng hoang mang, mờ mịt về con đường mình đang đi. Bạn không biết lựa chọn của bản thân là đúng hay sai, có nên tiếp tục theo đuổi tới cùng hay không. Do đó, bản mệnh nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Trước khi đưa ra quyết định, thay vì vội vàng chớp lấy thời cơ mà không suy xét điều đó có thực sự phù hợp với mình hay không. Nếu có vấn đề, hãy mạnh dạn đứng ra nhận trách nhiệm, chớ nên sợ hãi mà thoái thác cho người khác những lỗi lầm mà mình mắc phải. Không ai muốn phạm phải sai lầm, nhưng nếu có thể học được những kinh nghiệm xương máu từ sai lầm đó và đứng dậy một lần nữa, lấy công chuộc tội, thì năng lực của bạn sẽ đột phá được những điều lớn hơn và cũng được khẳng định năng lực. Tháng này, dù có nguyện lệnh lần đế vượng hỗ trợ, song cạnh tranh và sóng gió trước mắt còn khá nhiều. Nhưng bạn hãy cứ yên tâm, tuy vận trình trúc trắc, bấp bênh, song quý nhân vận của bạn cũng khá vượng nhờ có nguyệt mã hỗ trợ. Các thần này sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn trước mắt. Nếu tuổi Tỵ giữ được sự kiên trì, bền bỉ, theo đuổi mục tiêu, thì dần dần vận trình cũng sẽ ổn định hơn, sớm muộn gì cũng sẽ gặt hái được kết quả như ý. Có thể nói, thời điểm này, thành hay bại phụ thuộc hoàn toàn vào con giáp này. Chính bạn mới là người nắm giữ vận mệnh và tương lai của mình ra sao, chứ không phải một ai khác. Do đó, hãy cứ tin vào bản thân và dũng cảm đối mặt với sóng gió, rồi bạn sẽ nhận thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng. Với những người có ý định khởi nghiệp hay nhảy việc, tháng này chưa phải là thời điểm lý tưởng tiến hành những thay đổi lớn đó. Trái lại, bạn vẫn nên ổn định, làm chủ thì tốt hơn. Tài lộc của tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy tình hình tài chính của tuổi Tỵ không được lý tưởng, may mắn cũng không có nhiều. Việc kiếm tiền của bản mệnh khá khó khăn, thu nhập chỉ đủ tiêu chứ không biết tiết kiệm là bao. Đã vậy, lại còn bị hung tinh đại hao rình rập. Có những thời điểm tiền bạc thất thoát đáng kể do khoản chi phí phát sinh. Dù không muốn làm chi nhưng chẳng thể không bỏ tiền ra. Lại thêm kiếp tài còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Do đó, bạn cần thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc, chứ tin người mà sẽ bị lừa không còn một đồng. Bạn cũng cần rạch ròi giữa tình cảm và tiền bạc. Đây vốn là hai vấn đề vô cùng nhạy cảm. Dù là vì tiền mà mất tình cảm hay là vì tình cảm mà mất tiền, thì bạn đều là người chịu tổn hại lớn cả. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án dang dở. Trong tháng cũng tránh vay mượn hoặc cho người khác vay mượn tiền, kẻo vướng sâu vào nợ nần hoặc bị kẻ xấu lừa gạt, hãm hại. Lời khuyên là tháng này những chú rắn vẫn nên lấy tích lũy làm trọng, không nên tiêu tiền hoang phí chỉ vì cảm thấy nhất thời hay mua theo tâm trạng. Liệu cơm gắp mắm tùy vào điều kiện túi tiền của mình mà có kế hoạch chi tiêu khoa học sẽ giúp bạn duy trì được nguồn tài chính ổn định. Theo phi tinh tháng, các tinh bát bạch nhập trung cung, tức vị trí ở trung tâm ngôi nhà hoặc căn phòng. Phương vị này nên thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ để tạo nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí vượng. Tình duyên của tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch. Cục diện tương xung trong tháng này khiến người tuổi Tỵ khó lòng có được niềm vui về tình cảm. Đôi lứa khắc khẩu ngày càng xa cách sẽ nảy sinh nghi ngờ, hiểu lầm, ghen tuông vô lý. Vốn đã mệt mỏi vì công việc, áp lực kiếm tiền, thế mà nửa kia còn không thông cảm và sẻ chia, luôn tỏ ra nghi ngờ khiến bạn vô cùng mệt mỏi và trên hết là thất vọng nhiều hơn. Cứ thế, chuyện tranh cãi diễn ra như cơm bữa, những cuộc tranh luận dần biến thành tra khảo. Một người trách móc, một người không còn muốn nghe, cũng chỉ bởi một trong hai bạn tỏ ý hoài nghi, ngờ vực về tình cảm của đối phương dành cho mình. Nếu cứ để tình trạng căng thẳng này kéo dài, tình yêu của hai bạn sớm muộn gì cũng sụp đổ. Con giáp này cần phải sắp xếp thời gian để nói chuyện thẳng thắn cùng người ấy, để đến lúc mọi thứ chẳng thể cứu vãn được nữa, thì dù có làm gì cũng đã muộn rồi. Đường tình duyên của người độc thân vẫn khá ảm đạm, cơ hội thoát kiếp FA không có nhiều. Không phải bạn không gặp được ai, mà chỉ là con giáp này chưa thực sự sẵn sàng bước chân vào mối quan hệ mới, còn nhiều e dè, sợ sệt. Nếu muốn thúc đẩy vận đào hoa cũng như các mối quan hệ thêm phần tốt đẹp, tuổi Tỵ
có thể đặt chậu cây xanh hoặc hoa tươi ở hướng chính nam của ngôi nhà, bởi trong tháng đây là phương vị có nhất bạch chủ đạo hoa tinh bay tới. Sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch. Vận xui còn đeo bám người tuổi Tỵ ở phương diện sức khỏe trong tháng này. Hàng loạt áp lực trong cuộc sống từ công việc, tiền bạc, tình cảm đè nặng khiến trạng thái cơ thể của con giáp này bị ảnh hưởng không nhỏ. Tinh thần chịu nhiều căng thẳng là nguyên nhân chính khiến cơ thể mệt mỏi, không có sức lực. Bạn cần tìm cách xả stress càng sớm càng tốt. Xem phi tinh tháng có nhị hắc chủ ốm đau, bệnh tật nhập cung đông bắc, hung tinh phát tác mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe của chính bạn và người nhà. Theo đó, tại khu vực này cần chú ý sắp xếp, bài trí đồ đạc gọn gàng, di chuyển các đồ vật có kích thước lớn hơn hoặc có chứa từ trường nhiễu loạn như TV, tủ lạnh. Như vậy sẽ hạn chế hung tính của hung tinh này, tránh gây hại cho gia đình bạn. Sau khi xem vận trình của tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch, bạn có thể dễ dàng nhận thấy được tuổi Tỵ gặp phải cục diện tương xung vô cùng lớn, đã vậy lại còn bị hung tinh rình rập, biến mọi thứ của bản mệnh đều trở nên khó khăn và gặp nhiều trắc trở. Để có thể hóa giải cục diện và xua đuổi hung tinh, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm là bát bảo tâm kinh. Ngoài ra, pháp bảo nhà Phật sẽ như một quý nhân giúp cho công việc của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến và tiền tài dư giả. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp khí lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum, mà sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.